Rồi, em Di Cá chào tất cả anh em nha. Chào mừng anh em trở lại với kênh của Di Cá ha. Rồi, cái giờ chiều hôm nay thì em sẽ lên cho anh em một lô máy lớn anh em nha. Máy cắt sắt bàn, cưa chuột, máy hơi, máy mài hai đá và một ít bơm chìm, bơm nổi. Nói chung là bơm chìm, bơm nổi thì ở phía bên trong. Thì nhà em thì hàng mới về, coi như em không có chỗ nào nữa, em quay nữa, em ra đường em quay luôn anh em ở đây. Em ra đường em quay luôn. Đó, thì coi như là máy này em giới thiệu luôn thì tất cả các con máy trong này trừ hai con máy đầu tiên thì nó là điện 3 pha anh em nha. Một con điện 3 pha còn con kia chạy xăng. Một con điện 3 pha con này chạy xăng thì coi như là hai con này thì em không bao gì hết anh em nha, chỉ bao ship thôi ha. Rồi còn trong đây toàn bộ tất cả thì nó là điện 100V thì toàn bộ là em bao sóng cho anh em luôn. Đó, bao sóng nha. Có con điện 3 pha nữa nè. Đó, con mình hơi điện 3 pha là ba con. Còn bao nhiêu là trong này là em bao sóng cho anh em và bao ship luôn. Giá em ghi lên trên máy thì tất cả là đã là bao ship rồi anh em nha. Ví dụ như con cơ lộng này đấy 900k thì về đến nhà cho anh em cũng chỉ là 900 luôn. Đó. Rồi coi như anh em coi con nào thì anh em ưng ý thì chốt vào hai số điện thoại để bên dưới phần tiêu đời. Rồi nhân viên em chốt anh em cho anh em máy theo cái mã số nha. Em ghi mã số ở phía trước. Rồi chốt xong anh em cọc trước giúp em mỗi đơn hàng 200k trở lên tùy theo coi như con máy anh em nha. Mấy chỗ con này cọc 50 cũng được. Còn mấy con kia coi như nói chung là anh em cọc trước em 200k trở lên. Rồi còn bao nhiêu em sẽ code về đến nhà. Rồi còn lại bao nhiêu thì anh em thanh toán sau khi mà nhận hàng anh em nha. Đấy, đây. Còn có trong nhà nữa anh em nha, không phải là như đây đâu, còn trong nhà nữa. Nhưng mà coi như là hồi sáng em xả mấy bao hàng trước đây nè, cho nên là em đưa ra trước em quay luôn. Còn đóng gì đóng dây chai kìa anh em à. Đó, cái đóng là đóng dây chai đấy. Đó là đóng bán dây chai. Hàng em đây, còn bao la bát ngát luôn. Mới về 80 tấn. Rồi con đầu tiên vô 3 pha vô để quay luôn em. Lót mấy miếng giấy cho nó sạch sạch sẽ sẽ xíu. Rồi con này đĩa là điện 3 pha hàng của SDK anh em nha. Hàng SDK vô. Nó là điện 3 pha mã 794. Giá của nó là, ủa con nó gãy tay hả? Mới vô cái con hồi nãy gãy tay em không có để ý, lấy cái viết ra đây. Con này nặng mười mấy ký, 13 ký anh em ạ. Đây nó điện 3 pha đây. Gãy bố ra cái tay à. Dán lại lên nha. Điện 3 pha anh em nha. Con này là chỉ bao ship thôi. Làm ship của nó thì rất là ok luôn. Con này nó nặng 13 kg. Thì con này nó gãy tay rồi. Thì anh em về nhà dọn lại cái tay của nó giúp em nha. Còn con này chỉ là bao ship thôi. Mã 7. Rồi con này giá của nó là 900k luôn anh em ha. 794-900. Cái tay này thì anh em giờ hàng lại được nè. Máy nhôm mới biết hàng được hay không nữa. Đó, anh em giờ nhà chỗ chới lại nha. Làm xích của nó thì rất là ok luôn. Điện 3 pha 200V. S hàng của SDK. Cái làm của nó rất là uy tín luôn anh em nha. Làm xích của nó rất là uy tín luôn. Rồi cái con này 794 900k con này luôn. Rồi, ok đây được rồi. Đó, Tokyo hàng Tohisuro da băng anh em nha. Đây là tem của nó đây. Anh em chụp màn hình lại giúp em ha. Vô đứng luôn em. Sao đó. Rồi tiếp tục con này là con K650. Thì con này nó chỉ tét tét cái mấy miếng nhựa thôi anh em ạ. Vận chuyển giờ là bị bởi tét tét mấy miếng nhựa thôi. Còn cái này thì nó quay. Đó, quay vô tư nè. Đó, quay thì vô tư luôn. Thì cái con này giật lên, giật hơi hám đầy đủ luôn anh em ạ. Đó. Đó. Giật ok luôn em nha. Em cứ đi mà anh xoay vòng vòng được. Chắc là nó cũng đủ đồ đó anh em ạ. Đây. Rồi 6K K650. Giá của nó là 900k bao ship anh em ạ. Đây công tắc của nó ok luôn. Hàng của Sweden là hàng của Thụy Điển anh em nha. Hàng Thụy Điển 650. Rồi mã 795 900k con này luôn. Rồi tiếp tục mã 796. Con này nó chỉ bị bởi cái miếng nhựa thôi anh em nha. Đó, có ba con này đầu tiên là bị bởi nè. Dấu mới bởi luôn nè, đâu đầu không nè, nhựa là cái mới bởi tinh, mới tinh luôn, bị rớt. Rồi cái bình hơi này cắm điện cho em, nó xài bằng mạch điện tử hàng của Mát, đồng hồ thì cũng ok luôn nè, bấm phát nè. Đấy. Chạy êm ru luôn em ạ. Này nhấn ra nhấn vô vẫn được anh em nha. Cái này thì không được nè, cái này thì hơi xét nè. Tắt em, hợp lại em. Rồi, cái đít con này nó hơi lắc lắc tí xíu này mà.
này đứt này hơi lắc lắc tí xíu nè. Còn nguyên là chỉ bởi cái miếng nhựa ở trên thôi, đầy đủ luôn. Nó con này nó màu đỏ, thì con này là con mát. Đây cái tem của nó đây, 1450W. Rồi mất một chân cao su luôn em nha, mất một chân cao su luôn. Giá của nó là bằng coi như giá máy sát luôn em nha, 1.200k mã 796, hàng của mát 1.200 luôn. Con nó đỡ luôn em. Rồi con này 797. Rồi con này nặng 27kg, 1.300k, hàng của Iwata, nó là điện 3 pha nha. Con này chỉ bao chứ không bao sóng anh em ơi. Đây, nó là điện 3 pha, đây là cái tem trên của nó đây. Ở đây chụp màn hình lại phóng to giúp em nha. Một con, một cái, hàng Iwata made in Japan đàng hoàng nha. Hai cái, rồi ở dưới cái đế chân của nó thì ok lắm em, nhưng mà nó hơi nặng á. Con này hơi nặng. Đấy. 30kg thì anh em nghĩ tiền ship nó cũng hơi nặng rồi anh em nha. Màu sơn thì ok luôn. Nó điện 3 pha. Đây. Còn một cái tem của nó nữa đây. Bình 25 lít. Rồi 797, 1.300k bao ship về đến nhà nha. Nó im luôn à. Hôm qua đang được máy nhẹ nhẹ qua đây đi. Máy nhẹ nhẹ ra đây. Rồi con này 798 là một con rửa xe. Một con rửa xe của Ryobi. Hàng nha. Hàng nha em, bây giờ là em không lau không chùi gì hết anh em nha. Đó, hàng mới giờ là không lau không chùi gì hết, không có coi vệ sinh luôn anh em nha. Chỉ là bao sóng thôi, không còn tất cả các phần khác, anh em về tự dọn lại giúp em nha. Đây là Ryobi 1200W. Đó, là chỉ là bao sóng cho anh em thôi, còn lại coi như anh em về tự dọn nha. Em không có bao nghiêm chỉnh 100% đâu. Em thì em không phải là thợ, cho nên là em không phải là bao nghiêm chỉnh được. Em nhập hàng giờ là em bán hàng thôi, em không có biết rành về coi như là tất cả được, cho nên em không bao cái đó được anh em nha, thông cảm nha. Rồi 798, 750 con này luôn. 750k luôn. Rồi tiếp tục 799 lật lại. 600k con này. Rồi 799, 600 con này, sóng nhăn răng luôn. Mấy con này là hàng Trung Quốc anh em nha. Mở lên. Quay lại. Rồi con này thì hai bánh xe thì vẫn còn nè, tay nắm thì ok luôn. Công tắc rồi đây. Con này nó cũng là 1200W luôn nha. Bắt cái tem rồi, nó không có ống anh em ơi. Mấy con này nó không có ống. Rồi 799, con này 600k. Về đến nhà luôn anh em nha. 799 600. Rồi tiếp tục con này mã 800. Con này nó bị dương quá rồi anh em ơi. À. Rồi mã 800 nó bị dương quá một tay rồi. À cái này là Iris, hàng của Iris Oyama. Rồi chạy ok luôn. Anh em giờ nhà dọn lại ha. Rồi con này 1000W. À, con này 1000W nha. Nó bị dương quá một tay rồi. Rồi con này mã 800, giá của nó là 400k anh em ơi. Ta mã 800 giá 400. Con nào cũng được em, vô đây đại. Rồi 801, con này 900k luôn, là một con cưa lỏng bàn. Cái này thì anh em giờ bỏ cái lưỡi vô. Dặn cái này lại. Nói chung là anh em giờ bỏ cái lưỡi vô là máy thì em bao cho anh em là motor hoạt động nha. Còn cái này thì anh em về tự dọn lại nha. Đó. Cái này thì máy vẫn còn chạy vô tư. Đó. Này kéo cái lưỡi cưa lỏng kéo xuống phát là nó mới im được anh em nha. Đó. Máy thì còn hoạt động bình thường. Cái này thôi ta. Chặt cầm nó gãy á. Redton, hàng Redton, cái đới này nó nặng lắm này, con này nặng mười mấy ký á. Rồi đây thông số nó đây, 75W. Rồi mã 801, 900k, nặng 18kg này nha. 801 900. Rồi tiếp tục con này mã 802, 350k, siêu mini mà điều nó bị bởi đây anh em ạ. À. Đây nó còn cái lưỡi này, nó còn chạy luôn anh em nha. Đó. À, nó còn thục lên thục xuống này. Đấy, 350 một con, nó bị bởi mấy miếng nhựa, nó nhìn nó xấu thôi, máy còn chạy im ru. Rồi ok, mã 802, con này 350 luôn. Đưa đi luôn em, cầm đi luôn. Rồi đây là một con bình hơi thì bình xịt thuốc gì anh em nha.
đây nè, nó có mấy cái đầu quanh đồng, mấy rửa xe vậy đây đó, cô em cũng không biết luôn. Mã 802 mấy con lắm ạ. Rồi 803 700k cho em nó luôn. Gắm đi. Máy chạy anh em nha. Nó hơi tét miếng ở đây nè. Qua đây. Dây điện thì cũng dài. Con này. Ấp đít lại. Dỡ đít lên. Nó có cái quanh đồng, cái quanh coi như là đưa ra như thế này, em cũng không biết mấy rửa xe mấy gì nữa ở trong. Quanh hút kìa, quanh ra này. Gì quanh này bên hút hả? Quanh này bên ra. Vậy là mấy rửa xe hả? Rồi. 803 700k anh em giờ nghiên cứu luôn nha. Rồi, 803 700. Rồi, tao này 804, con này là con khung bàn, khung bàn anh em nha. 804 con này nặng. Rồi, 804 con này 700k luôn. Thì đó. Được. Kẹt tắt rồi. Máy hoạt động ok luôn nha, công tắc nó bị dơ, nó bị dính này anh em không? Đó. Em đây, máy dơ in luôn, 380W. Con này 380W, hàng của Acha. Cái này kẹp vô cái bàn anh em nha. Cái này là kiểu như độ độ không bàn mini á. Cái này anh em giờ kẹp vô cái bàn hay anh em độ chặt cái chân nó cứng lại. Con này là mũi nè, kẹp vô cái gì đó. Đấy, hàng của Ditto Koki. Con này. Rồi 804 con này bị kẹt công tắc, anh em về làm lại công tắc nha. Rồi vệ sinh hoàn phát là xài thôi. Quay lên quay xuống nó cũng cứng nè. Đầu mở có luôn. Rồi 804 700k luôn. Rồi tiếp tục con này thì đẹp hơn, 805 900 anh em nha. Rồi 805, con này 900k, con này. Con này là con khoét chứ không phải là con khon nữa anh em nha. Đây khoét nữa, nó không có đầu khon, nó là khoét. Chạy êm ru luôn. Quay lên quay xuống nhẹ nhàng nha. Quay lên quay xuống nhẹ nhàng luôn. Con này anh em giờ chỉ còn lâu quan phát là xài thôi. Rồi 805 900k cho em nó luôn. 805 900. Rồi, thông số bên này luôn. Thông số bên này luôn. Con này nó 510W, khỏe hơn con kia anh em nha. Con kia 408, con này 510. Đây. Rồi ok. Mã 805 900. Tiếp tục là một con bình hơi nữa đây đây anh em nha. Này 806. Rồi, 806 con này nó là 1.200k. Con này là con của Mát anh em nha. Đây là thông số của nó đây, nó là 1000W. Nó là 1000W nha. Rồi mát. Đây. Xả hơi ra luôn nè, đó. Rồi. Em chỉ bao sóng thôi anh em nha, còn phần còn lại là phần của anh em ha. Em không có, tới đó là hết rồi anh em nha. Bao máy cho anh em còn chạy, giờ cho anh em dỡ dọn thôi. Quanh xả đây. Nó bị gãy không? Rồi, ok. Rồi con mát này 806 1.200k. Anh em về nhà sử dụng ha. Rồi 806 1.200. Cái lô video hồi sáng em mới quay, anh em chốt hết rồi. Thực sự quay 40 lô mà anh em chốt hết 30, hình như 34, 35 lô vậy đó, 35 mãi vậy đó. Rất là cả bơ đẹp luôn nha. 807. Rồi con này 1.200k, nó là lưỡi 216 sơi 8S. Con này chạy ok luôn nha. Chuột phía em. Chuột phải chuột tới chuột lui được không? Chuột tới chuột lui ok luôn nha. Con này là con này có chuột có xéo nhưng mà nó lại không có xoay. Con này không có xoay anh em nha. Con này hình dáng của nó là không có xoay. Nó xéo rồi, bóp em, bóp, bóp, đợi xéo luôn. Đó, rồi. Lưỡi 216. Nó chỉ xấu cái phần này thôi anh em nha, cái nắp này thôi. Nó chỉ xấu cái nắp này thôi, 1050W. Rồi ok. Xéo chuột đầy đủ con này về quốc luôn anh em ơi. 807 1.200k. 807. Rồi cái chân nó ok luôn. 807 1.200k, bao ship về đến nhà luôn anh em nha. Rồi đưa đi. Đây, còn mấy con nữa ráng. Em hôm nay hơi thở không đều. Rồi con này 80 mấy rồi em? Con này 808. Rồi 808, con này nó là 1.500k. Rồi xéo đi em. Chuột đi em. Xéo được rồi.
Rồi chưa con này nhúc nhích được thôi anh em nha. Đó, con này nè, nhúc nhích đây. Con này chỉ nhúc nhích thôi, anh em về dọn lại ha. À, thì giá của nó là 1.500.000, ok luôn anh em nha. Bao ship về đến tận nhà luôn nha. Xoay thử em xoay được không? Em chỉ kiểm tra máy sóng thôi, em chưa test chức năng luôn anh em. Đó, xoay được anh em nha, đó xoay được nè. Rồi, ok. Xoay được nhúc nhích một cái rồi, anh em giờ vệ sinh lại. Không có một chút lửa anh em ạ. Điều con này nó mất miếng cà tê thôi. Nó không có miếng cà tê, răng hợp kim nó thì rất là ok luôn. Rồi, đối chân không gãy không bởi nè nha. Này đối chân của nó không gãy không bởi. Bao cho anh em về đến nhà, không gãy về không gãy không bởi nha. Mà gãy bởi cái là từ em. Gãy bởi là anh em trả giờ lại cho em. Nhưng mà anh em đặc biệt lưu ý nha, những cái mặt hàng này ship đi nó rất là nặng. Hôm bữa em có bị gãy một con. Đây. Đó, em bán 1.500.000 một con. Đồng ý là cũng không phải là lỗi của ai hết, nhưng mà nó bị nhân viên giao hàng nó bị gãy, làm bị bởi con máy mà anh em khi nhận không kiểm tra. Đến khi mà nhân viên nói về rồi á thì coi như anh em kiểm tra nó bị gãy. Rồi xong, anh em gửi ngược lại cho em. Tốn 200.000 tiền ship. Trời ơi. Tiền ship rất là nặng luôn anh em nha. Đấy, em bao ship đi, giờ chịu thêm 200.000 tiền ship về. Đó, con máy bị gãy nữa. Nó nói chung là anh em cứ khui thùng ra kiểm tra giúp em nha. Đồng ý là anh em tin tưởng em rất là cảm ơn luôn, nhưng mà cái phần này em không có nắm thế chủ động được, đó là bên phần giao hàng, cho nên là anh em cứ khui thùng ra kiểm tra giúp em. Đó, cứ khui thùng ra giùm em nha. Đó, em sẵn trước, còn nếu mà anh em không khui thùng ra anh em gọi về là tiền ship anh em chịu á. Ship đi là em chịu rồi. Rồi con này bán sát ở đây nha, điếc ở đây ba. 809 anh. Rồi 809. Rồi con này thì coi như là bị mất cái công tắc nè, gắm điện vô im ru. Xéo được. Rồi phần xay nó anh em giờ vệ sinh lại nha. Con này nó là 1200W, lưỡi 255. Đó, hàng của Hometu. Em chưa đụng chạm gì tới nó luôn anh em nha. Cứ con nào bây giờ gặp đưa ra gắm điện vô không chạy, bán theo không chạy luôn anh em. Anh em ơi, nó bị điếc rồi đó. Anh em cảm thấy anh em thợ thầy dọn được thì anh em lấy nha. Còn anh em không dọn được, anh em không biết dọn máy, đừng có lấy con này về anh em nha. Lấy con này về gắm điện vô nó không chạy, bán dây chai luôn á. Em nó ghi đây, điếc nè, chỉ bao ship thôi, không bao gì hết anh em nha. 809 650K. Đấy, lưỡi của nó đây anh em ơi. Lưỡi rất là ok luôn anh em nha. Hàng Hometu lưỡi 254. Rồi 809 650 luôn. Rồi đây tiếp tục là một con máy cắt sắt Ryobi 810. Thì nó là 800K luôn. Thì con này Ryobi anh em nha, xài đá 305. Nói chung là con này ngoại hình lâu qua phát là xài thôi. Rồi SSK. Con này nó là đó, lưỡi 305. Coi cái tán đá còn nè. Nói chung là con này chỉ gần giờ lau chùi qua là xài thôi anh em ạ. Rồi tán đá còn đầy đủ luôn. 810, 800K. Về đến nhà cho anh em xài luôn anh em ạ. 810, 800 rồi đi đi. Rồi con này 811. 900K, con này là con Mitachi. Đó, okay. Rồi, con này mất biến ô tô rồi. Giờ dỡ lên này, dỡ lên lại. Mất ô tô rồi. Hồi nãy không thấy, không để ý. 811 nên ghi giá lại. Rồi 750 luôn anh em nha. Con này đới nhôm, mất miếng tua kìa. Đó, 4 chân cao su, chân cẳng còn đầy đủ luôn. Đó, máy thì này thì anh em về cứ vệ sinh lại phát là xài anh em nha. Nó tét miếng ở đây nữa. Không để ý thôi anh em nha, nó nhiều khi coi như máy nó nhiều quá em không để ý đâu. Làm lại làm giá rồi nữa. Rồi 750 luôn anh em ạ. Cái miếng nó tét nó không có vấn đề gì hết á, nhưng mà nhìn nó mất thẩm mỹ thôi. Rồi 811 700K luôn. Đó. Nhiều khi con máy nó tét thì em chỉnh giá lại cho anh em coi như là cho nó đúng với cái này con máy anh em. Cho nó nhiều khi bây giờ anh em bỏ ra cái số tiền coi như cũng không phải là nhỏ. 700.000. Đó, cũng phải đúng giá trị của nó. Tám nhiêu em? Tầm 12. Rồi 812, con này 1.100.000, con này là con Makita nè, xài đá 355. Đó, từ đi. Đó, xài đá 355 anh em nha. Con này thì ok luôn nè. Cái tay chỗ này nó bị lướt đất tí nè. Đâu, nước hả? Ôi da, rồi sao từ từ. Cứ quay lại.
em chỉ test máy sóng thôi, em không ít nhiều quá à, nó bị test hai này miếng đúng không? Nhưng mà về gia cố này mình giờ gia cố là được. Test máy trước đi. Dán lên nè. Rồi con này anh em giờ vệ sinh lại anh em nha, với lại cái tay này nè. Rồi test một tí xíu nè, đây nè anh em nha. Đó. 812. Con này 900k luôn anh em nha, bao ship anh em ơi. Cái lên xuống này nó hơi cứng nè, anh em giờ vệ sinh lại luôn nha. Lên xuống á, nó là so nó hơi cứng đó, anh em sẽ vệ sinh lại. Cái đới của nó thì rất ok luôn nè, cái đới của nó còn nước sơn. Rồi, 812, 900k luôn. Đi đi. Rồi, con này thì xin đa qua. Thì nó xài đá 355 luôn, đá lớn nha. Cái này thì hơi mớm tí xíu nè. Anh em giờ vệ sinh lại con này thôi. Còn đá thì anh em không cần phải kiểm tra tán đá đâu, không cần đó. Nó còn đá mà. Rồi, quay lại em. Xin đa qua, đá 355. Đó, hơi mớm đây, để cái nó ra thôi anh em nha. Giờ dọn vệ sinh lại phát là xong à. Rồi, ok luôn. Cái này chỉ vệ sinh phát là xài thôi anh em nha. 813, 900k luôn con này luôn. 813, 900. À đưa. Rồi, 814 thì con này lưỡi 290. 814, 700k. Con này lưỡi 290. Răng hợp kim luôn đây nè. Đây răng. Răng ok luôn á. Nó bị cả cái miếng lại. Cả miếng bao giờ đây. Miếng bao giờ đây. Nó bị tét miếng bao giờ giờ đây anh em nha. Đó, anh em giờ tháo miếng bao giờ ra luôn. Đây, nó bị tét miếng bao giờ đây nè. Bị tét miếng này anh em nha. Con này nó có thắng, đời này nó có thắng cái lưỡi rất là ok luôn, lưỡi hợp kim đây. Rồi. Quay. Nó lưỡi 290, máy hoạt động rất ok luôn. Này, nó chỉ mới tét miếng bao giờ phía trong thôi, là lỗi thôi. Anh em giờ dọn lại luôn nha. Đó, 814, 700k con này luôn. Đi em. Rồi, 85. Con này là cái một con cắt bàn. Đó, nó bị cong này, lấy giờ anh em bẻ lên lại nha. Này, có dành số đây. Có miếng gỗ luôn. Còn đây. Còn số. Ở dưới. Ở dưới nó không bị bể, chỉ có cái này là nó bị cong cong thôi anh em nha. Đây, một cái motor nó. Lưỡi này lưỡi như lưỡi 160 sao á anh em ơi. Bỏ lưỡi vô 190 cũng được nè, cái này nó rộng nè. Rồi, test đi. Bị lỏng hả? Bị cà hả? Dây coi dây điện. Bị cà. Nó bị cả rồi, nó bị cả lưỡi. Rồi máy này con này vẫn hoạt động bình thường anh em à. Mã 85 850k. Em bao đây, nó cả miếng nhựa đây nè. Một lát nữa để em chỉnh lại cho. Chỉnh lại gửi về đến nhà cho anh em, máy chạy hoạt động bình thường nha. Đó, bao cho anh em chạy bình thường luôn. 85 850k. Đó. Nó bị cả cái miếng nhựa đây anh em à. Đó, nó cả là máy nó không chạy được. Đó. Rồi, cái này nó nặng lắm anh em à. Mười mấy ký á. Rồi 85 850 con này luôn. Mai lát nữa chỉnh cho con nó lại nha. Rồi 816 là một con máy mày hai đá đời cổ. Rồi test luôn em, test luôn em, cắm điện luôn. Fit này, fit online. Hả? Fit này là fit online anh em nha. Đó, bị bởi fit rồi. Máy anh em chạy không nghe gì luôn anh em nha. Con này chạy là không nghe gì luôn. Đó, nặng con này nó nặng 32 kg. Đấy, 32 kg 1.600.000. Giá 50.000 ký bao ship luôn em nha. 86 1.600.000. Rồi ok đi em. Cái này điện 110 ha. Dạ đúng rồi. Đây đây. Bỏ đây, bỏ đây. Rồi con này 87.
ơi, một con máy đục 21 ly mà bao nặng luôn đây nè, con này quá nặng luôn, nặng 21 kg, hoặc 24 kg á, cái thùng nặng 24 kg luôn em nha. Bỏ ra ngoài luôn em, bỏ ra ngoài luôn. Mũi thì bao nhiêu luôn đó, mũi của nó mũi 21 ly mà nó có 4 cái đâu, ở trong này nữa 5 cái. Đây này, 5 cái, một tay nắm mũi rin Hitachi anh em nha. Đó, không được rồi, được rồi. Đó, 6 cái này có mũi nữa nè, 1 2 3 4 5, 6 cái, 2 cái tay cầm luôn này, 2 cái tay cầm đổi hai bên luôn. Đó, cho nên là số ký nó nặng lên, giá tiền nó cao lên em nha, tiền ship nó cao lên, nói chung là nó vậy á. Bỏ mũi vô luôn em, bỏ mũi vô test luôn, có mũi bỏ mũi vô test luôn cho anh em coi luôn. Em qua phụ vô em, rồi phụ vô anh chỉ làm cho nó quen, dính chưa, cái đó kéo nó ra em, kéo nó ra đó, được chưa, đó nó kéo nó ra rồi xuống luôn. Đó, đừng đục quay đó, đục ở trong nhà mình thôi, đừng đục quay đường. Đó, rồi được rồi. Được rồi, được rồi, được rồi. Đó, một anh nghe cái tiếng đục là được rồi. Bớt này. Rồi được rồi. Con này. Được rồi. Dỡ nó không lên em ơi, từ từ. Đợi im luôn, đợi đứng em luôn. Rồi. Hitachi 1140W H55SB coi anh coi qua nó đục nè. Đó, dính luôn cái máy luôn. Kéo lên em, phụ quang phụ kéo vô đi. Máy còn mới tinh luôn em à. Xanh lè xanh lét luôn. Rồi được rồi, anh đọc rồi. Rồi, con này lấy đầu ra, kéo nó ra. Bỏ vô. 1.200.000 cho em nói nha, đục 21 ly. 87, 1.200.000 luôn. Rồi. Hết em. Rồi, vô đây. Có con này con cào cào nhảy gì đây em cũng không biết luôn, 88, nặng 25 kg nè. Đó, 1.200.000 luôn em nha, con này không biết cái con gì luôn. Rồi, cái test sóng là rồi, con này có gì đây anh em à, từ. Cái bánh răng trong này nó quay anh em nha, nó có một cái bánh răng nó quay. Đó, rồi cái này 25-35mm gì đây, còn cái này thì rau củ quả gì đây nè, mà xay rau củ quả gì à, đúng rồi, nó xay à, là nó bỏ ra nó xay thành hạt ở dưới đây, còn trên này là bỏ đồ vô xay anh em nha. Máy thì còn sống, nặng 25 kg, mất một cái bánh xe anh em nha, anh em dời đồ lại cái chân bánh xe, đồ này cũ cũ bụi bặm em không lâu luôn. Rồi con này 818, 1.200.000 luôn, nặng 25 kg nè, mà rồi vô đây em hả, con đó nữa hả, rồi quay luôn em, nắm cái đầu ra luôn. Rồi đây là một con Sony. Nó có mấy cái mũi, hai bộ mũi nằm trong đây anh em nha. Đó, nó có hai bộ mũi nè. Đây là một con Sony. Đây. Shinko Sony. Con nè. Dỡ lên nè. Dỡ đầu lên. Chạy em ru luôn em nha. Đó. Rồi đó. Tắt em. Rồi con này là con Sony dây điện bao to luôn. Đó, là một cái thùng 819, giá con này là 1.100.000 anh em nha. 819, 1.100.000 con này. Rồi. Hả? Rồi đi vô đây em. Rồi con này 820, nàng một con không bàn. Như là cao 1m anh em nha, 820. Con hung bàn này nó bị bởi một cái miếng nhựa trên đây thôi. Đó. Bị bởi miếng nhựa thôi. Rồi, dỡ đầu ra. Đây. Con này đầu nhỏ anh em nha, anh em giờ thay đầu lớn nè. Chạy im ru luôn á, lên xuống là bình thường, lên xuống cái tì này em. Coi cái tì nha. Kéo xuống. Tì bóng gió. Và đây. Đây là thông số của nó. Anh em chụp màn hình lại kỹ, chụp màn hình lại soi lên anh em nha. Hàng của Mitsubishi. Bàn. Con này nặng 30 mấy kg luôn. Đấy. 820, giá của nó là 2.500.000. Hàng của Kira.
Đó, khi ra có đầu mở đây luôn đây nha, đầu nó đầu 10 ly thôi. Đấy. Con này hình như cao 1 mét sao, lấy cái thước kéo kéo thử lên em. 1 mét đó, trong phải 6 tấc đâu anh em nha. Con này cao 1 mét á. Bàn lên xuống bình thường à. Nhẹ nhàng á. Kéo lên hơn 1 mét không? Con này là 67. 67 hả? 67 căng lắm. Rồi đây, chị sơ ra chị. Đó, 6 mấy thôi anh em nha. Con này 6 mấy thôi nhưng mà nó nặng lắm. 32 kg này. Rồi 2.500k, 820 chạy im ru luôn. Rồi đây, con máy mai hai lá đây. Con này thì ok nè, 821. 821, 1.300k. Thì con này nó có hai viên đá nè. Này 380W, khỏe anh em nha. Xài đá 2.400 vòng. Con này nó xài đá bao nhiêu ta? Đá mở này Hitachi sao SG sơi à, đá 205. Rồi ok. Gắn lên đây. Cái này thì nó đang nằm ở nền bê tông nó cứng đó anh em. Nên là nó rung thôi. Lấy miếng giấy giúp em. Lấy miếng giấy. Lấy miếng giấy ra ngoài đường em. Tép mấy mày hay đá là bỏ miếng giấy vô. Rồi con này 1.300k. Nó có hai viên đá, chạy bao êm luôn em nha, không bởi không vỡ gì hết. Đó, quay lại. Lấy miếng giấy lót ở dưới em, không phải miếng giấy dán. Này, phút sâu của nó đây. Rồi. 821. 1.300k. Đó, bật. Thế con này. Rồi con này thì hai bên này nó bị mất đá anh em nha, hai bên này nè, thì con này con gì á, hai bên nó bị mất đá rồi, mất ốc luôn, đó, nó bị mất đá và mất ốc luôn anh em nha, dỡ này lên nè, này anh em giờ có đá có ốc là bỏ vô nha, 822, 1.000.000 luôn, con này còn những ốc bên đây thôi, chạy im ru thôi, chân cẳng thì không bởi nè, 822, 1.000.000 luôn. Chạy ru luôn em ạ. À. Không nghe cái gì luôn. Đó, nó điện 100V 200W. Nó là điện 100V 200W rồi 822, 1.000.000 luôn. Buông anh kia. Rồi 823. Con này 750k luôn em nha. Cắm điện nha. Hai viên đá hai bên còn luôn. Con này hàng của Panada gì đây? Trăm vôn. Anh em chụp màn hình lại giúp em nha. Ngày mai đi gia băng này. Hai viên đá hai bên còn nè. Còn thẳng hai bên nha. Rồi 823, 750 luôn. Rồi 824. Con này 1050W của thằng Ryobi. À, xoay em, xoay được không? Con này có xéo nè. Từ 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 từ. Dặn xuống, dặn xuống. Đó. Này xéo. Đó, xéo được. Xéo được, xoay được không? Đó. Rồi xéo được rồi. Xoay được không? Con ngắt. Xéo được anh em nha, xéo nhẹ nhàng luôn nhưng mà xay không được, cái bàn này bằng nhựa không bởi anh em nha. Lưỡi 200 hình như lưỡi 220 sao ạ? Đúng rồi. Lưỡi 210. Ryobi 1050W. Để test đi. Anh em vừa vệ sinh lại cái phần này. Rồi. Anh em vừa vệ sinh lại cái phần xoay anh em nha. Đó. Rồi 824 550k nha. 824 550 luôn. Đi. Chưa? Rồi bây giờ mình đi vô trong cái đống bơm chìm. Kéo dây vô đây em ơi. Kéo dây vô. Vô cái đống bơm chìm anh em nha. Đây. Rồi cái đống bơm chìm này. Cái bên này thì coi như là nó chạy anh em nha. Đó. Còn đây em bán theo lô 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 con 4.000.000 anh em nha. 8 nhiêu rồi chị?
Thôi để lô này rồi em làm nhà làm mã xong. Đó. Cái là lô này, đó, còn lô này là lô bơm chìm inox. Lô bơm chìm inox. Còn cái lô này là lô bơm gì đây nè. Đây. Rồi 825 900k con này. 100V 610W đây anh em, tem của nó đây anh em ạ. Rồi, con này nhìn ngoại hình rất là dễ thương luôn anh em nha. Đó, máy lên bụi nè. Vẫn chạy bình thường nha, chạy im ru luôn. Mẹ bơm xình hay bơm gì á. Bằng nhôm. Đó, bụi bay lên đó. Rồi ok, máy chạy bình thường luôn, im ru luôn nha. 825 900k đưa đi em. Rồi 826 600k luôn. Nắm vô đi, nắm vô. Máy chạy lui em nha, im ru. Lên hơn nè. Lên hơn. Bị bởi miếng nha. Rồi 826 600k con này luôn. Con này nó cao găng tay nè. Dây điện nè. Này nó nằm xuống đây. Găng tay đây anh em nha. Bơm gì á. Rồi 826 600 luôn. Rồi 827 900k luôn. Con này là nặng lắm. Gắp điện vô đây. Máy chạy luôn em nha, chạy im ru luôn á. Rồi ok. Máy chạy im ru luôn. Mà không biết là bơm gì thôi. Tem của nó, tem bơm chìm. Này bơm chìm. Đây. Tem của nó đây anh em nha. Anh em chụp phần hình lại giúp em ha. Ai nào ra đi mua con này. Rồi 827 900k con này luôn. Rồi 828 con này 750 luôn. Xem con số đây này. Đâu, đây. Đây là công suất của tem của nó đây anh em nha. Đó, bụi bay lên anh em nha, gắm điện không phát bụi bay lên. Làm máy còn chạy anh em nha. Chân nó hơi xấu xấu nè. Rồi ok. 828 750 luôn anh em ạ. 828 750 luôn. Rồi 829 800k anh em nha. Hàng của cô xin. Đây là cái tem của nó luôn. Rồi gắm điện em. Rồi chạy luôn em nha. Đó bụi lên nè. Rồi ok luôn. 829 800k luôn em nha. Con này bao ship về đến tận giường luôn em nha. Rồi 830 mã cuối cùng. 830. Rồi. Con này điện 3 pha đi nha. Con này thì đâu 110. Con này 3 dây. Điện 110. Một con bao to luôn, nó tem nó đâu em, có cái tem không? Hàng của thằng Canma We Out gì đây. Đây này cái tem này, tem này. Đây cái tem đó đây anh em nha. Một con này bán thêm lô anh em nha. Đó, một bán nguyên hết một lô này 8 9 con. Tổng cộng 9 con, lớn nhỏ. Đây, em quay cho anh em xem. Đó, tổng cộng 9 con lớn nhỏ nha. Rồi một con đi. Con này nói chung là hàng này em chưa test nha. Con này em chưa test nè. Đó, chỉ có test hai con này thôi nè. Đây hai con nào nãy test đâu em, hai con có dây á. Con nó không kêu em không, con này em phải dỡ đầu lên nó mới chạy. Em test lại coi lấy con dây dỡ đầu lên, dỡ con này nữa. Rồi im ru luôn em nha. Đó một con này, con này nó bị tét miếng ở đây. Hàng của xin mua dây về đây. Con này là con nhỏ anh em nha, tét miếng nhựa thôi. Mất tem rồi. Thì con thứ hai. Đó, con thứ hai. Rồi, đưa đi, con thứ hai. Đó, con nó không chạy nữa nha, con này cũng không chạy luôn nè. Rồi con thứ ba, con này tem này. Đây, tem của nó đây. Rồi, con thứ ba. Con này là con thứ ba. Con này không bị bởi anh em nha. Bị bởi không? Đó. Cái này nó bị rớt cái miếng cánh quạt rồi nè. Đó. Rớt miếng cánh quạt trong này anh em nha. Rồi. Còn thứ ba cái này thì anh em thợ thầy dọn, anh em thợ thầy thôi anh em nha. Chứ còn anh em mà mua về xài coi như là em bán nguyên lô á, để không có bán lẻ anh em ạ. Bán lẻ mình có bán mấy con kia, còn bơm chìm inox là bán nguyên lô luôn nè. Đó, con thứ mấy rồi? Con thứ ba. Rồi, con thứ bốn rồi. Con này thì mất cái đuôi. Cánh quạt vẫn còn quay, nhưng mất cái đuôi sao á? Mày bơm gì á?
Rồi. Con này. Con em chưa test anh em nha. Cái lô này em chưa test, chỉ có test hai cái con kia có dây, hai con đó có dây em test là nó không chạy thôi. Đấy. Còn lô này em chưa test hết nha. Rồi. Con thứ tư. Rồi, con thứ tư. À, con này là con thứ năm. Test miếng ở đây. Đây. Monster gì đây. Rồi, ok. Con này điện 110 anh em nha, điện 110 này. Rồi, con thứ 5. Này, con thứ 6 con này không test luôn anh em nha. Vì bởi cái đây. Vì bởi cái đây. Cái này hai cái này test test cái đây. Đó, con thứ 6. Rồi. Con thứ 7 kia. Rồi, con này có thứ 7, con này có dây mà không có đầu cắm, em cũng không test luôn. Xin mua dây. Xin Maya gì nè. Này nó mờ quá rồi anh em ơi. Mờ quá rồi, này không bởi này nha. Đó. Này chưa test luôn em nha. Nói chung là em chỉ test hai con có dây thôi. À, bóc bóc con kia, bóc hai con nhỏ ra luôn. Đó. Rồi, con này. Con này nó có dây. Có dây điện. Tháo dây nữa. Con này nó có dây điện nhưng mà gắm vô cái imru này mà nó không chạy. Gắm vô imru à. Bóp còn có nè, nó không chạy. Đó. Con thứ mấy ra? Đám, rồi con này con thứ 9, con này không có dây, không test luôn em nha. Con này không có dây, con thứ 9. Con thứ 10 phải không? 11 con. Rồi, con này nó to nè anh em, nó dơ dơ thôi. Lật đứt chúng em. Dơ thôi. Rồi, bên kia bị bể không? Con này điện điện 3 pha anh em nha, con này điện 3 pha. Con này 4 dây rồi, 3 pha. Con này 4 dây 3 pha anh em nha. Rồi. Rồi con cuối cùng. Mà nó ăn cái gì ở đây nè, ăn rác gì ở đây nè anh em. Con thứ 11 là con cuối cùng, nó ăn rác gì ở đây nè. Này nó hút rác vô luôn. Rồi 830, 4 triệu lô này anh em nha. Đó, con này. Lô đây. Em chỉ có test hai con này. Đó. Lại con nhỏ nói chung là nó không chạy, ba con, test ba con, còn nhiều lần chưa test ở đây ba. Rồi 11 con này, 830, 4 triệu bao ship về đến nhà cho anh em dọn lại nha. Này thì này chỉ thầu thầy thôi. Rồi. Chiều hôm nay thì em lên bao nhiêu đây? Anh em xem được con nào ủng hộ em ha. Em xin kết thúc video ở đây. Chúc anh em một buổi tối nhiều sức khỏe bên gia đình ha. Rồi hẹn gặp lại anh em vào ngày mai nha.